Sáng ngày 2 tháng 4, chỉ huy công an xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn của Bắc Ninh cho biết công an tỉnh này phối hợp với lực lượng chức năng sở tại đã tổ chức khám nhà Ngô Bá Khá, hay còn gọi là Khá Bảnh, tại thôn Phúc Tinh vào đêm ngày 1 tháng 4. Sau hơn 1 giờ khám xét, cơ quan công an đã bắt giữ Khá Bảnh cùng hai thanh niên khác. Theo công an xã, hàng chục cảnh sát hình sự cùng cảnh sát cơ động, công an địa phương cùng tham gia khám nhà dưới sự chứng kiến của chính quyền. Theo công an thị xã Từ Sơn, cơ quan điều tra bắt giữ Ngô Bá Khá để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc do liên quan đến hoạt động lô đề. Một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, tại thời điểm bắt giữ, Ngô Bá Khá phản ứng dương tính với chất ma túy, lực lượng chức năng cũng khám nhà nhưng không phát hiện ma túy. Ngoài ra, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ dấu hiệu Khá Bảnh liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Công an đã khám nhà và thu giữ một số hồ sơ giấy tờ vay mượn. Theo công an tỉnh Bắc Ninh, Ngô Bá Khá từng có 3 tiền án tiền sự, trong đó có tội cố ý gây thương tích năm 2014, gây rối trật tự công cộng năm 2016. Khi chưa đủ 18 tuổi, Khá đã bị đưa vào trường giáo dưỡng.